Em ơi, về được không? Em bây giờ em một mình ở đây thôi à? Ừ. Chồng em đâu? Chồng em đi làm xa rồi. Thế em còn đi được không đấy? Không, em đi được. Thế cứ đi được thì cứ theo chị lên nghe chị nhá. Ừ. Ở xa nhé. Em ở Cần Thơ thì làm dâu đây đấy. Em ở dưới xuôi. Từ đây ở Hà Nội là được. Em ngồi đây nhìn anh. Ngồi đây. Em cũng ngồi xuống này. Làm ở dưới có cái gì nhiều đồ hết không? Có cả cái vui đấy. Đây, vui của em đây. Vâng. 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 Ông còn nhớ cháu không? Ông gặp cháu ở nào nhỉ? Nó cháu cứu ông á. Ở dưới kia. Ông, nhà ông ở đây. Vâng, nhà ông ở đây. Cô, ông với em ở đây. Ông ở đây cứ thở xài trên núi này. Cháu vì mẹ đuổi đi rồi. Cháu vì mẹ đuổi đi. Gặp chị đưa cháu lên đây. Thế bây giờ cháu nghe cháu nhé. Cháu ở đây thì cảm thấy ở đây với ông đây nhé. Ừ. Rồi ông sẽ sắp xếp và mình việc sau nhé. Cảm ơn ông. Vâng, cháu thấy đây nhé. Để, ừ. Anh đi đun nước cho uống. Vâng. Vâng. Em làm gì xa cho nên mẹ chồng em mới đuổi em đi đấy. Em không biết. Thấy mẹ cứ kéo em đuổi ra ngoài. Vâng. Em khổ lắm chị ạ. Không sao đâu. Bây giờ vợ về ở với chị được rồi, không sao. Không sao đâu, bây giờ không có chỗ nào mà đi ở với chị tạm đây cũng được mà. Ừ. Không mượn nữa. Em cảm ơn chị. Vâng. Hôm nay ba người mình nấu ba bát nhỉ. Vâng. Một bát nè. Ăn y tít cho mua nữa nhé. Vâng. Em nhà cho đôi chị nhé. Xin khe tự đưa nhá. Vâng. Chị ơi, cái này cũng ăn được à? Có mà, mẹ ăn được. Đây hay ở ruộng ấy. Mình cấy lúa ở ruộng ấy. Mùa vừa ăn được à? Mưa rồi em chạy vào nhà đi. Em
cơm em ơi. À, chắc còn quay rồi. Vâng. Nhà ông ăn nó khổ lắm, nó đảm bảo nó đi rất là món rồi. Nhưng không gọi que đâu rồi cháu ạ. Ừ, cháu ăn thế nào cũng được. Đi đó rồi, mình lắm. Cháu cơm. Cháu cơm ăn. Mai nhìn thấy em này trên đường là em nhanh ấy, không thì em nằm ở ngoài đường thì chết đấy. Mưa gió như này á. Đó là những cái thằng dưới kia. Vâng. Cảm ơn em nhé. Ăn no có sức khỏe nhé. Vâng. Cháu ăn nhá. Ăn luôn cơm. Em ăn cơm nhá. Cơm nói đi em. Nói rồi. Nhau đã. Em ăn rồi. Em thử cháu cơm ăn. Cơm đi. Đi. Cơm đi. Lên. Cơm đi. Cơm đi. Đấy. Nhà hỏng rồi. Không có nhà ở rồi không ăn cơm rồi. Không có nhà ở không ăn cơm rồi. Đi ăn cơm đi. Nè. Ô hỏi cháu đi, thế cháu ở dưới kia không có người thân cận của cháu à? Thế cháu ở dưới kia cháu bảo không có người thân thì như thế nào mới sẽ tình trạng này cháu ơi? Cháu về đây làm dâu, cháu ở xa. Xong chồng cháu đi làm xa nữa. Ở với mẹ chồng mẹ không biết vì sao mẹ đuổi đi. Cũng có nhỉ. Cái cảnh của em thì chắc là cũng giống như chị ấy xưa cũng như thế. Bị đuổi ra khỏi nhà. May có chị cứu em không? Em chẳng biết ở đâu. Không sao mà. Bây giờ cháu cứ tạm thời ở đây. Đây đấy nhá. Đây là ông xuống dưới kia hỏi chính quyền, xem ông chính quyền sắp xếp được như thế nào nhé. Ừ, cảm ơn em. Và chị của cháu đây cũng lên đây ở với ông ấy. Ông cũng khai báo thực sự như bây giờ ông chuẩn bị đi hỏi chính quyền ấy, cháu. Ừ. Cảm ơn ông nhiều. Vâng. Vất vả cho ông. Vâng, có gì đâu. Mình khổ mình gặp đấy nhé. Tôi với chị nhé. Để ông xuống dưới hỏi chính quyền sắp xếp thế nào đây nhé. Ừ. Và tôi cứ nghỉ ngơi nhé. Ừ, cảm ơn ông. Vâng.
À, em làm ở nhà làm cái gì thì làm nhé. Vâng. Thì cô cháu này cứ nghỉ ngơi đã. Vâng. Ừ, chắc là anh về sớm rồi. Vâng. Giờ em cứ ở đây với chị xem em xuống dưới kia xem phải làm thế nào. Vâng. Ở nhà nhá, à, để tâm sự với nhau nhá. Vì cái làm ít thôi em ạ. Làm nhiều mất kiệt sức, mất hết ốm đau đấy em ạ. Vâng. Ông đi cẩn thận. Em đi cẩn thận nhá, đi vâng. Nhớ về xóm nhá. Vâng, vâng. Cảm ơn chứ. Nếu được tháng này thì để mạng xử lý sau thôi. Không có thời gian. Em có mệt thôi, em có mệt, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Chị ra ngoài dọn nhà Mickey tí ạ. Hôm nay gió quẩn đi hết rồi. Đỡ hơn rồi chị. Dạ. Em chắc chị nhé. Của nhà ở nhá. Hôm nay đủ tạm ở ngoài nhá. Cho hôm nay chị vào bỏ nghề để đây. Để tạm đây em ạ. Tối nay không có chỗ ngủ rồi. Trước chị là nhà cho Mickey to chứ. Trước có mấy đứa con của nó mà. Mấy đứa con nghịch quá, xong này cho họ đi nuôi rồi. Em thấy mệt cứ là vừa làm nghỉ nha em ơi. Ăn đi. Cho ăn đi. Làm thuê như này đó, vâng. Mai thì xem chỗ nào làm thì cứ khác nhé. Để làm như thế thôi. Vào nhà nghỉ ngơi đi em. Nhà cán bộ ơi. Ôi ai đấy? À, ông Tống mà. Ờ. Anh này là cán bộ. Ôi, được. Không có gì đấy. À, cũng có cái khai báo chức việc xem cán bộ nước rất được không đấy. Ờ, ông ơi đi. Vâng, cảm ơn. Cán bộ như là cái cơ quan vừa mới về à? Ờ, tôi vừa về đến nhà đấy. Vâng. À, hôm nay về bàn tôi đi làm ăn. Đừng cùng đến đến nhà tôi ở thế chúng tôi tạm thời tôi ở tạm để lên khai báo cán bộ giúp tôi cái năng lực tôi cái trường hợp này là phải lên nhưng mà cái cô đấy bây giờ ở trên nhà không hay là đâu đang ở trên nhà tôi
Thế thì nhìn là ông tìm hiểu lý do thì làm sao thì cái cô đấy nó không lên trên đấy không? Cô này thì như nói là chỉ làm bảo đảm mẹ chồng tuổi rồi cũng không có chỗ ở, mà cũng là đi theo một đoạn đường là bắt chết rồi. Thế là bây giờ là ông tìm hiểu qua cái vấn đề như thế rồi thì tôi sắp xếp thời gian. À, bây giờ thì cũng vào giờ nghỉ rồi thì chắc cũng chưa làm được. Nhưng mà bây giờ dự tính là muốn làm như thế nào nhỉ? Thế là cái chỗ đấy thì bây giờ nhà ông có cho ở từ lâu không? Chắc ở đâu đấy là dọn lên phải qua cái quyền thẩm định được thì cho ở đâu được. Cái đấy thì bây giờ là phải lên kiểm tra xong là làm cái biên bản. Vâng. Đó là bây giờ cô ấy không có chỗ ở thì vâng, phải sắp xếp chỗ ở cho cái đất ở đâu hay là như thế nào gần đấy của ông có được không? Được ạ. Vâng, được thôi. Có điều là nhà tôi trẻ tuổi quá, nhà tôi bé, và sẽ bắt buộc lên tôi sắp xếp rất là cao lúc và là lúc mỗi cao có khoản tí. Thế ở gần đấy có liền kề với đất nhà ai đó dễ ở, có chỗ ở không? Chỗ khó thôi, nhưng mà chỗ ở phức tạp tí thôi, nhưng mà không được. Nếu có hồ liền kề thì tôi liên hệ cho, xong là tôi gọi cả chủ hồ nữa lên xem như thế nào. Vâng. À, là nếu được thì hỗ trợ cho chỗ ở. Còn nhà phân bố lên đây cứ sắp đi rõ ra rồi các bạn ạ. Thế thì ông cứ về trước đi để chúng tôi sắp xếp. Vâng. Tiền ăn thôi. Vâng. Chắc chủ nhận các bố nhá. Vâng. Vâng, cứ về nhá. Vâng. Các bố nhá, về trước nhá. Chắc có chút tiền kiếm thôi. Vâng, về á. Vâng. Có gì thì tôi sắp xếp lên ra. Vâng, các bố quá ạ. Thì hình là hôm nay là chủ vườn ở đoạn dưới này ấy. Vâng. Đem đưa lên xem như thế nào xong là bàn bạc xem. Vâng ạ. Thì người cháu chủ vườn thì kề với ông đây lên lên nhà ông đã nhé. Vâng. Vâng. Đây còn đây có đến nào còn là rồi chỉ hết thôi. Đi lâu
biết được. Mà lần đi không thể đi lo như thế, hôm nay là đi lo đấy. Không biết có sao không? Chắc là khá sao. Em cứ tí ông về. Ngồi đây chờ tí ông về. Cha cũng sắp về đến nhà. Thật đi khá lâu. Mời các bộ nhà nhá. Mời hả? Chú Anh Huy à? Chú Đức Minh kia vào trời. Ông Huy à, cháu. Anh Huy rồi. Gặp và ông Huy. Nhà hãy trật trời tí các bộ ơi. Chú đây. Thế là tình hình bảo là đâu? Nghĩa là tình hình chúng ta xuống báo cáo các bộ đây là người phụ nữ là đã như thế thế. Và chú cứ hỏi xem tình hình xác minh thế nào nhé. Được. Tí nữa tôi hỏi xem. Vâng. Đây này. Tình hình là chị này à? À, đấy, à, cứ ngồi hỏi. Hình là chị như thế nào, vừa nãy ông Tống vừa xuống khai báo là thế, bảo là chị có hoàn cảnh khó khăn. Đây là tôi đưa cả các anh chủ đất liền kề lên, nhưng mà phải hỏi xem cái hiện trạng thực tế của chị như thế nào đó. Cô ngồi xuống đây tôi ấy, tôi ghi tí biên bản ấy. Đó là cô đây, ngồi bên này. Rồi. Đấy, tình hình là thấy báo cáo qua rồi. Bây giờ tôi lên là hỏi xem tình hình chị là như thế nào thì mới dẫn đến cái tình trạng là thất lạc lên đây. Em ở dưới xuôi lên đây làm dâu, xong là chồng cũng đi làm xa nữa. Xong ở với mẹ chồng cũng đuổi. Rồi em ra khỏi nhà. Em ra đường gặp chị cứu em đưa lên đây. Thế là cái hoàn cảnh này thì có thực tế không? Nếu mà nói dối là chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy nhá. Vâng. Tôi làm cái biên bản này, xong là báo cáo đi tin, xong là xem xét cái tình hình của chị vào để em là bị bắt chỗ ở đấy nhá. Nay tôi lên là cũng liên quan đến hai vấn đề đấy. Một là xác minh chỗ chị là em có phải tình hình thực tế không. Thứ hai là xem đất đai như thế nào để em cho chị được. À, cán bộ ơi, cán bộ em biết được cái chủ vườn hương cần liên kề với cô của tôi được nhỉ, của ông nhỉ? Chúng tôi làm công chức, chúng tôi khác điều tra ra được hết, không phải lo đâu. Tình hình là tí nữa ông chủ đất xem tình hình như thế nào nhá. Đây cô cũng bảo là tình hình cũng khó khăn thực tế thôi. Xuống xem để một góc đất cho cô để cô ấy tạm trú. Chị họ tên là gì nhỉ? Lý Thị Tiết. Lý Thị Tiết. Gốc ở đâu? Quê của chị ngày trước chị chưa đi làm dâu ấy? Ở dưới Hà Nội. Hà Nội à? Lý do này bị đuổi ra khỏi nhà. Vâng. Chồng đi làm xa. Nè, chúng ta được nước này nhanh cho các bộ uống. Ướp đỡ. Ướp đỡ. Của ông Tống à. Đấy, tôi lập biên bản xong là hai bên ký vào nhá. Đấy, tôi lấy chữ ký xác minh rõ ràng, nhưng mà tôi mới bàn giao được đấy.
cán bộ ở đây ăn cơm với các chị nhé. Vâng, chúng tôi làm xong cái này là chúng tôi cũng đi về thôi, nhiều việc lắm. Còn đi giải quyết mấy chỗ nữa, tranh thủ lên đây thôi. Tôi là người làm biên bản nhá, tôi ký chỗ này, cô ký chỗ này nhá. Ông Lò Tống là ký ở đây, ông không biết chữ, ông vân tay thôi. Ông Tống ơi, ra đây ký hồ cái này ấy, biên bản xác minh ấy. Dạ vâng vâng vâng, tôi không biết chữ đâu, tôi có ý điện chỉ thôi. Cũng được, để tôi lấy ít mực nha. Vâng vâng vâng. Đây là Quyên không mang mực đỏ không là để ông lấy dấu vân tay này thôi nhá. Vâng vâng vâng, biết chữ rồi. Là ông là người đảm bảo đấy nhá, nếu mà có gì sai sót là ông là cái người làm chứng là phải chịu trách nhiệm đấy nhá. Vâng, mà ký chỗ nào cán bộ chỉ điểm cho. Đây 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 đây. Đây đây đây, để chỗ này nhá. Ừ, đúng rồi. Được nhỉ? Được chưa? Ừ. Vâng. Đúng rồi, được rồi. Rồi, được chưa nhỉ? Thôi được rồi, được rồi. Đấy, bây giờ là cái biên bản này xác minh đã xong nhá. Vâng. Bây giờ tôi chuyển sang nội dung khác là như kiểu là đi xem chỗ ở với lại xem ông chủ vườn này bớt cho ở như thế nào nhá. Vâng vâng vâng. Để cảm ơn cán bộ quá rồi. Rồi. Nước sôi này mình rất nước cho cán bộ uống này. Vâng. Không không uống nước đâu. Cả uống đấy. Uống nước. Đây là tôi cầm sổ của ông chủ đất đây. Vâng. Hôm nay là vàng á cừ nhá. Đúng không nhỉ? Rồi. Rồi, thế là tôi làm cái biên bản chuyển giao cái này là cho cô Lý Thị Tiếp nhà. Cô Tiếp này có số điện thoại hay là liên lạc qua gì không? Không có. Không có à? Không. Tổ chức cá nhân bây giờ cũng không có này. Đúng rồi. Rồi, được rồi. Thế là đấy, thông qua này là bàn giao cho hai bên ký nhá. Giờ có tiếp với lại ông Cừ này ký nhá. Ký đây à? Đấy, đấy, đúng rồi. Cái bên này, đấy. Rồi đấy. Được rồi. Thế là bàn giao xong rồi nhá. Bây giờ đi xem vườn của ông này xem như thế nào nào. Thì tí nữa bàn giao sổ cho cô nhá. Đợi nước quá cán bộ ơi. Đợi nước quá nhỉ. Thôi thôi thôi. Thôi đi luôn à. Thôi vừa lắm. Giờ tranh thủ đi một tí đi. Thế thì bây giờ cô này cũng không gặp chủ đất này kêu luôn, không gặp ra nhau rồi. Trên này thầy thật chất thất thường luôn, cán bộ. Sáng nay cần gió bão mưa nắng nóng như vậy. Sáng nay chuyển mùa ngày sáng sớm mưa chiều nắng bình thường. Vâng. Chú còn nhớ không? Đây cái con đường đất đai về nhà này kia nhau ấy. Và trên là của ông ấy, phần dưới là của chú ấy. Các ngã sang bên kia ấy. Bây giờ xuống xem của chú ấy sao nhá. Vâng. Bên dưới này có chú bằng